Tưởng đứa bạn chăm chú chép bài, cô gái nhìn kỹ thì phát hiện kỹ năng ao trình. Nani, cái gì vậy bà nội? Mới đây một cô gái đã chia sẻ kỹ năng ao trình của đứa bạn mình, làm ai xem cũng phải cộng một kiến thức được tiếp thu, bởi tuy đơn giản nhưng không phải ai cũng nghĩ ra được. Cụ thể lúc này thấy đứa bạn đầu óc bay bổng, không mấy tập trung vào lời của giáo viên giảng bài, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó nó vẫn chép bài rất đầy đủ. Cô gái chưa kịp tấm tắc khen ngợi thì đã quay xe 180 độ vì cách chép bài này nó lạ lắm. Trời ơi, theo đó, thay vì chép bài kẻo bị giáo viên quát, cô gái này đã dùng nắp của ngòi bút rồi đậy lên ngón tay của mình, sau đó kẹp vào bàn tay còn lại để giả vờ viết như thật. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà... Chiếc tay áo khoác cũng góp phần che giấu sự thật khiến giáo viên có nhìn đằng trời cũng không phát hiện ra. Nhiều người sau khi xem xong clip cũng phải thừa nhận rằng mình nhìn mãi mới biết đó là ngón tay chứ không phải ngòi bút, bởi kỹ năng hóa trang cực tốt của cô nữ sinh này. Một vài bình luận đáng chú ý mà dân tình đã để lại ở bên dưới video. Đó là lý do vì sao Mỹ thua Việt Nam trong chiến tranh, đến học sinh còn ngụy trang cỡ này cơ mà. Coi 3 lần với đọc bình luận mới biết đó là ngón tay. Tôi thì luyện được kỹ năng nằm ngủ nhưng nghe được tiếng bước chân của thầy cô nên khó bị phát hiện ra lắm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tin Nhanh Official. Đừng quên ấn đăng ký để theo dõi nhiều tin mới mỗi ngày nhé.